Shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào anh em, ngày hôm nay Mô Việt sẽ vác tên thần John đi mít anh em ơi. Thực sự trong team có những bạn nào chơi AD cái top ý, mà mình pick AD sớm hơn thì chỉ có lước là vác AD đi mid thôi và đi top thôi, bởi vì các bạn cày top có một cái lý do là pick bất chấp, pick không hề quan tâm team đã pick cái gì rồi. Rất thốn anh em ơi, đáng quá mà thôi, hôm nay John đi mid liệu có pick hay là làm cái gì được hay không. Sau khi vừa bị giảm sức mạnh xong, các bạn cùng theo dõi John tên thần biết John trở lại và lợi hại hơn xưa. Tu Berlin chỉ có ôm trụ mà thôi. Ở phía dưới là chuẩn bị có mạng cho John tên thật. À thôi thôi nha. Lêu lêu đố bạn bắt được tôi. Joker thì không bắt được đấy. Nhưng mà ông Tu Berlin em có tốc biến anh em ơi. Trời ơi. Chiêu 2 qua tường tốc biến lên lem chưa 1. Lúc cái đầu luôn. Đúng là John không có bảo kê, chơi khó thực sự, di chuyển rất là khó nha. Rồi cái pha này cũng chỉ cấu được tí máu thôi. John đi mid, cái khả năng đi gank là không có, chủ yếu là đi bắn hôi thôi. Đánh đi anh em ơi, tu vào lên cao rồi đánh luôn. Ok, sấy được cái điểm hỗ trợ rồi. Sau đó thì đi farm tiếp thôi anh em ơi. Chơi đây cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn đặt nên đó là farm thời điểm đầu game, xài các phù hiệu luyện kim để có thể lớn nhanh hơn thời điểm đầu game. Dù anh em đi mid, đi top hay là đi rừng, thực ra ba cái vị trí đó đều là những vị trí chôn nha. Anh em phải đi đường rồng và có AD bảo kê, không có trợ thủ bảo kê AD thì các bạn mới chơi game được. Chứ bây giờ John thì giảm sức mạnh rồi, cái nội tại vô tận tên thì nó thực sự nó không được khỏe như ngày hôm qua. Nhưng mà hiện tại vẫn có rất nhiều anh em cấm theo phong trào là vẫn tiếp tục cấm John, bởi vì anh em vẫn đánh giá sức mạnh John rất cao. Hôm nay mình bắn cho anh em thấy nha. Và bây giờ ấy, cái phần trăm máu tất nhiên ở cái nội tại vô tên nó gây ra thì nó sẽ bị giảm khi mà 200 công vật lý anh em mới được cộng thêm 1% máu tối đa của tướng địch ở cái nội tại vô tận tên. Chính như vậy anh em ơi, nó yếu đi nhưng mình nghĩ thì nào nó cũng không yếu đi quá nhiều đâu. Để bù lại cái yếu đi thì mình sẽ bắn nội tại auto chí mạng với cái build đồ rất nhiều chí mạng và dùng ngọc kỷ ngộ không nha. Bắn vẫn cực kỳ ok đấy. Giảm thì mình lại có cái build đồ thú vị hơn. Đó, ok, trực tiếp build đồ mới đây nha. Rồi, bổ đi bạn ơi. Ok, mạng đầu tiên rồi. Ôi trời, chơi luôn. Ui, quả đấy Vân chơi là ăn rồi. Dám một mình đùa 4 anh em ơi. Bướng thực sự luôn. Thôi lôi nhà lôi về farm đây. Về farm đây các bạn ơi, mình dọn lính xong mình mới xuống tiếp này. Đó, ngọc của khỉ này nên đồ chí mạng nhiều này thì auto chí mạng. Mà bây giờ cái nội tại của John nó có chí mạng anh em ơi. Nên là nếu mà cái phần trăm máu nó giảm đi nhưng mà chí mạng thì vẫn nhiều thì chúng ta vẫn bắn khét thôi. Vẫn sấy cực kỳ ghê nha. Đeo lý thuyết để xem tí nữa cuối game mình sấy như thế nào thì anh em sẽ rõ thôi. Về cái sức mạnh của John sau khi giảm sức mạnh trong ngày hôm nay. Lôi cẩn thận. Ui, gắt quá anh em ơi. Từ từ nha, đợi hồi chiêu này. Mà có lẽ là cũng không làm gì được luôn. Vân ơi. Vân. Trời. Thôi farm đi bạn ơi. Đây, Vân ơi. Vân, trời ơi. Ok, thôi về farm. Vân bảo farm rồi. Thôi về farm tiếp anh em ơi. Khả năng farm của John vẫn là rất tuyệt vời. Nói chung là đây là vị tướng farm dễ. Tại vì nội tại vô lợi tên, một nội tại là mình dọn xong đám lính rồi, không thì hai nội tại. Ok, ui cái này thì vét mạng anh em ơi, xuống vét mạng thôi. Xuống vét mạng thôi nhưng mà không vét được cái mạng nào luôn.
Đấy là còn bị dí. Ui ui ui. May quá, cảm ơn Toro nha. Slim bướng này. Slim bướng nè. Mình xin nè. Ok anh em ơi. Double kill. Tên thần là để khai hết mạng. Tên thần là để lát hit mạng từ xa. Ơi tính đẩy trụ không có được đâu bạn ơi. Bùa xanh của Vân nha, bùa xanh của Vân nha. Mình biết rồi, nhưng mà mình nếu mình vô sớm thì mình sẽ toang. Khả năng cao bạn đấy ở trong bụi. Không có trong bụi luôn rồi. À còn vẫn trong bụi kìa. Hey, kiểu chờ thời cơ mà. Xong bắt Vân thì mình có mình đó. Thì này nha là thành ra là hết đường chạy nha. Ok lấy trụ tốt luôn, lấy trụ tốt luôn. Yên tâm, anh em thấy John đi ganh hợp lý không? Vẫn cover tới team tốt nha, vẫn đi ganh nha, vẫn đẩy trụ đều, vẫn sơi mạng đều nha. Hơi khó anh em ơi, thực sự là hơi khó, không có bảo kê. Không được đứng sấy, chỉ đứng sấy từ tít xa thôi. Ở di chuyển xa một tí là gãy thôi. Ok, mình lấy trụ mít nè, bạn đi ganh thì mình lấy trụ mít thôi. Sau đó mình xuống lên đồng, mình lại lấy trụ đồng nữa là lấy 3 trụ luôn anh em ơi. Thực ra tại sao con Zon này nó bị cấm? Bởi vì đến lúc late game ý, là nó có khả năng sấy từ xa. Nếu team có lợi thế thì win rất là dễ. Và team bạn cũng không thể nhây được. Bởi vì khi mà Zon có lợi thế là sấy banh nhà luôn. Cái lô tại vô tận tên là sấy anh em ơi, sấy tầm ngoài tầm trụ. Và sấy thì thực sự ý, đam nó kiểu nỗi đam ý. Nỗi đam thực sự luôn. Chắc bây giờ bị fix lỗi rồi. Ok này anh em ơi, lại có mạng, nhìn thấy mạng luôn này. Ok một đứa, hai đứa, trời ơi. Slim đứng sâu nha, không thì ba đứa vào đấy rồi. Trời sấy hết, sấy hết. Tâm này là John sấy hết, có đồ rồi anh em ơi. Hai cái đồ chí mạng nha. Không, trận đấu này mình phải lên ba đồ chí mạng chứ không có chuyện lên hai đồ chí mạng đâu. Hay nắm John. Trời ơi, ăn rồng này. Vân ơi ăn rồng nhanh lên, đi bạn đang xuống kìa. Vân ơi. Ui thôi xong rồi. Trời ơi. Thôi, bùm. Ăn quả rìu kết hợp bộc phá, không kịp làm gì luôn. Sợ bạn Elon thực sự luôn. Không bảo kê mà thế đấy anh em ơi. Mặc dù mình lấy được 3 trụ, mình ăn được rồng cho team, mình cũng ngăn rất nhiều mạng, nhưng nếu mình đứng một mình chỉ là cái bao cát cho thì bạn đập thôi. Chắc từng giòn mà. Nó bị áp sát là toang luôn. May trận đấu này thì mình cũng có hai tanker cứng cực kỳ luôn anh em ơi. Nếu tí nữa đi chung là vẫn ok thôi. Vẫn ok thôi nha. Hay quá bạn ơi. Lên lên bắt Edon luôn. Bắt Edon này. Có cả Roker, có cả Tua Len này. Có đấy 4-3 nhưng mà thôi bây giờ 3-3 rồi. Đang 4-3. Ui. Ui bảo kê. Bổ bắt đây bổ. Trời Vân chưa có bổ anh em ơi. Thế là lú cái đầu luôn cái hai thanh niên. Trời bạn. Arthur thì không thể đỡ được pha đấy rồi. Arthur thì sao đỡ được khi mà Edon nhảy lên trời rơi xuống đất. Căng rồi nha. Chỉ có mỗi anh Toro bảo kê mình được thôi. Và Toro cũng không bảo kê rồi, theo lát luôn. Đấy. Căng thực sự. Trận đấu này team bạn không có những con tướng tanker thực thụ, nên là mình sẽ lên cái thương xuyên phá. Còn bình thường chúng ta sẽ sử dụng kiếm Modamasa cho John nha anh em ơi. Ui một sấy kìa. Hai sấy thì được nửa cái máu của bạn Chrissy. Chrissy cá trâu. Nói thế anh em hiểu đấy. Đó là sức mạnh của John đã bị giảm khá nhiều ở cái đội tại vô tận tên. Mặc dù là chỉ giảm là thay đổi cái công thức tính đam là trước là 150 công một lý anh em, cộng thêm được 1% gây sát thương vô cái máu của tướng địch. Đây là 200 công một lý vẫn được 1% nha. Anh em nhìn cứ tưởng nó chỉ giảm tí thôi, nhưng mà nhiều khi nó là 1% so với 2% cộng thêm, nó khác biệt rất nhiều. Đấy,
Ok, có bảo kê cái làm sao mà chơi được mình. Thế là những trường hợp mà kiểu kiểu Eron này, yếu máu mà rơi trên trời rơi xuống đất chỉ có bốc hơi thôi. Đấy, mình cứ đi theo hai anh cao to đẹp hôi, cao to đẹp trai đen hôi này thôi. Mới được bán anh em ơi. Trời ơi. Lục cái đầu luôn, thôi về đi về đi về đi anh ơi. 0622. Ừ bạn top mà. Top luôn ý. Trời là cái top luôn ý, big bất chấp luôn, ai bảo big thế thì ai bảo kê cho bạn. Nhiều anh em mình thấy cái top thì đánh hay thực sự, nhưng mà nhiều anh em đánh theo kiểu cái top thì kiểu bạn cày quá nhiều mà các bạn lên top, chứ không phải là các bạn đánh hay. Đấy. Có hai kiểu như vậy nha. Ok, một đồ nữa thôi, mình full đồ này anh em ơi. Nếu muốn mình muốn muốn khỏe hơn thì mình sẽ lên thẳng cái lanh này, không thì mình nên giáp hộ mệnh cho an toàn này. Đấy thì sang này. Ui, một sấy kìa, hai sấy kìa. Ui. Ui sấy anh em ơi. Trời ơi, các bạn nhìn chưa? Giòn ok, giòn ok. Có ba đồ chí mạng khác biệt là rất nhiều. Anh em thấy chưa? Bây giờ lên nhiều chí mạng vô nha, nên nhiều chí mạng vô nha. Bởi vì phần trăm máu gây ra ít đi nhưng những phát bắn của anh em auto chí mạng lại còn xài Ngọc Ngộ không thì đam vẫn cực kỳ ổn định. Đấy. Thôi bây giờ không lên kiểu vali nữa, mình sẽ chơi kiểu full chí mạng cái này sướng hơn anh em ơi. Sau nào bạn tab nha, chí mạng nhiều hơn. Cái đồ này kiểu là đồ cũ ngày xưa rồi, nhưng mà bây giờ xài lại mình thấy là ok. Thế là chia sẻ một cái build đồ zone cho anh em chơi, chứ cứ gươm sấm sét rồi cái kiếm vali đánh phần trăm máu thì thực sự nó cũng hơi chán đúng không? Thử chơi cái này xem anh em so sánh với cái đồ các bạn hay lên trong cái mùa 19 cảm nhận như nào, các bạn comment bên dưới nha. Ok. Tuấn Ngọc, chi tiết phần mô tả video clip của Mô Việt anh em ơi, nói chung là chi tiết để các bạn có thể build theo giống Mô Việt 100% là giống Mô Việt anh em ơi. Nói chung là John vẫn là late game cực khỏe nha anh em ơi. Ở cái tầm này cứ đi chung là win thôi, anh em cứ đi chung là win thôi. Mình được sấy là team bạn dù dù cứng đến đâu hay là dù khỏe đến đâu thì cũng chạy bắt xếp hết. Nhưng mà Vân ơi, theo ơi, theo đi chung theo ơi, bây giờ tầm này ăn rồng gì nữa. Đây này, một sấy cái chạy luôn. Ôi cái quả này góc đẹp này anh em ơi, trời bốc hơi hết. Đây. Bây giờ bạn ủi được ai? Bây giờ bạn ủi được ai? Tầm này sao ủi được? Đúng không anh em ơi? Tầm này John sấy John thì bay màu luôn. Này thì full đam với tôi. Ok. Slim này. Một sấy. Ghê dã man anh em ơi, nhìn cái đam chí mạng của nó đi. Bởi vì chí mạng nhiều lấy này thì auto chí mạng anh em ơi. Win rồi còn biết hết cái gì nữa. Một sấy. Không, phải hai sấy mới lụm mạng Crixy. Crixy khá trâu. Ok, và video clip Mô Việt trời giòn sau khi thay đổi hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.